trời nắng nóng mà có được ly trà sữa uống thiệt là quá đã ha. Uống miếng coi. Khát nước quá. Ê, mùi trà sữa đâu mà thơm quá vậy? Chị ơi, chị ơi, chị cho em uống miếng trà sữa được không? Không, 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 không. Người ta có một ly trà sữa cái gì? Đi ra đi. Quá, mẹ muốn mua cho mình thập thuốc lắc nhìn ngon quá đi. Ủa bạn ơi, tại sao bạn buồn vậy? Hồi nãy mình khát nước, mình xin chị kia ít trà sữa uống, mà chị nó không cho mình uống. Ồ vậy hả? Mình có thập thuốc lắc này mình cho bạn luôn á. Thôi, cảm ơn bạn nhiều nha, bạn thiệt là tốt bụng. Thôi trời, tối rồi mình về nha. Ờ, tạm biệt bạn. Một bịch thập thuốc lắc này ngon quá đi, đâu mình uống thử coi. Này là vị dưa gan nè. Wow. Ngon quá đi, đã khác quá. Các bạn ơi, bạn áo vàng và bạn áo trắng, ai là bạn tốt, ai là bạn xấu? Các bạn có một giây nhấn like, bấm đăng ký và bình luận cho mình biết nha. Đã hết một giây rồi, cảm ơn các bạn.